Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bữa nay thì mình xin thời sự với mọi người một chủ đề rất là nóng bỏng nữa, đó là chủ đề vé máy bay về Việt Nam chơi. Ok, như là vé máy bay về Việt Nam chơi thì rất bình thường. Nhưng mà mình muốn nói đây là giữa cái mùa mà thế giới đang sốt như vậy đây thì liệu vé máy bay nó có rẻ hơn được tí nào để cho chúng ta đi về Việt Nam chơi không, hay ra hay qua bên châu Á chơi không chẳng hạn. Thì rất tiếc là không có chị đó, coi như vé máy bay là coi như là không hề, cho những hình như nó không giảm mà nó còn tăng nữa. À, mặc dù mấy hãng máy bay nếu mọi người đi đi đâu vào cái thời buổi này thì mọi người cũng đã biết rồi, ngoài sân bay nó vắng lắm. Mấy hãng máy bay coi như nó ế nhẹ hà, giờ nó có thậm chí nó còn cắt giảm tần suất nữa. À, còn sân bay thì thôi khỏi nói, nó còn vắng dữ nữa. Không, nhưng mà vé máy bay thì nó không có hề giảm tí nào hết đó. Nếu như mà mình nè, cho mọi người xem nè, cho mọi người xem nó. Cái này là mình tìm điểm đến, này là mình dùng Google Flight tìm điểm đến là từ New York cho tới Sài Gòn. Còn đây là cái khoảng thời gian đi là ở mùa hè đi, thì mùa hè không, nếu mà nói đi bây giờ thì nó hơi là gọi là không hợp lý lắm. Thành ra mình chọn cái thời điểm là mùa hè đi, tức là cách đây vài tháng nữa. Thành ra là mọi người coi là hầu như là vé máy bay nó đâu có thay đổi gì đâu đó. Chính xác là càng gần tới hè thì vé máy bay nó lại càng mắc đó. Vậy thì câu hỏi là tại sao mà vé máy bay, mặc dù mấy hãng máy bay nó đang ế nhưng mà vé máy bay nó lại không có hề xuống giá một chút xíu nào hết. Đó là mọi người có biết được cái điều nếu mà tâm lý theo bình thường của mình như bao nhiêu người lúc trước á, là mình nghĩ là nếu mà máy bay nó ế như vậy thì chắc chắn là phải giảm giá, tức là chúng ta sẽ có thể tha hồ mà đi chơi mà đỡ tốn tiền rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề mà nhiều người mà ta chưa biết đó là hãng máy bay á, nó cho dù nó có bay chẳng hạn như ế như vậy nè, nó vẫn phải duy trì chuyến bay. Thí dụ nó phải duy trì chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, hay là từ Mỹ qua châu, hay từ Mỹ qua nước nào á, để nó giữ cái chỗ đó. Tại vì mọi người đều biết mỗi một cái sân bay nó có một cái chỗ gọi là nhất, nó có mà mỗi sân bay nó có bao nhiêu chỗ đậu hà, nó có thể mỗi một lần một ngày nó bao tiếp được bao nhiêu chuyến bay. Thành ra mấy hãng máy bay á nó đang đăng ký chỗ hết rồi, nếu mà nó không có bay duy trì tần suất để mà giữ cái chỗ đó, đó thì những cái chỗ đó sẽ được cung cấp cho những hãng máy bay khác. Thì khi đó cái hãng máy bay đó, ví dụ nó muốn bay từ thành phố này qua thành phố kia đi mà nó không có chỗ đi mà nó đáp như ngoài đó, thì nó không có thể duy trì cái đường bay đó được nữa, tức là về lâu dài sau khi mùa đại dịch nó sẽ bị mất doanh thu. Rồi thứ hai nữa là cái quan trọng nữa là gì, nó chắc hẳn mấy hãng máy bay người ta là liên minh với nhau hết rồi, người ta là một cái ngành lớn mà, ngành máy bay mà, đâu phải là một cái ngành dịch vụ gì tầm thường. Ngành máy bay lên tới hàng trăm hàng ngàn tỷ đô la luôn mà, thành ra là nó vô cơ sở hệ thống hết rồi, nó phải duy trì đúng không, giờ nó không có được phá giá. Tại nếu mà chỉ cần một hãng, thí dụ mà bay từ Việt Nam qua Mỹ, hay từ Úc, từ Mỹ qua Úc đi, mà chỉ cần một hãng máy bay mà nó phá giá, nó lợi dụng cái thời điểm mà gọi là mùa dịch đang diễn ra đi, mà nó giảm giá tới 50% thôi, là mọi người biết là coi như là, dĩ nhiên cái hãng đó sẽ chắc chắn sẽ được nhiều người, người ta đặt vé để cho năm sau chẳng hạn, hay là mùa bao nhiêu tháng sau sau khi mà hết dịch xảy ra. Nhưng mà như vậy á thì trước tiên nó sẽ phá giá, là coi như nó sẽ phá giá của cả ngành luôn đó, giống như là ngành nail gì đó, đó. Khi đó là mấy hãng khác á, một là nó phải giảm giá theo để nó cạnh tranh, hai là nó sẽ bị mất khách, và nó thậm chí là bị lỗ lã, rồi thậm chí dẫn tới phá sản rồi này. Nói chung là nó sẽ gắn tới rất là nhiều hệ lụy. Và khi đó, một khi mà cái hãng máy bay mà nó xuống giá là coi như nó không có thể lên giá được nữa. Tại vì nếu người ta đã đi quen với cái giá, thí dụ như mà nó giảm giá 50% xuống còn vài trăm đô, thì người ta đã quen đi mức giá vài trăm đô, đến khi mà nó lên lại mức giá bình thường nữa thì khi đó người ta không đi, người ta chọn cái hãng khác rẻ hơn nó, hoặc là mắc hơn nó chút nhưng mà chất lượng cao nó, tức là nó lại bị mắc khách nữa. Thành ra đối với cái hãng máy bay mà giảm giá do, mặc dù nó bị ế, nó phải cắt giảm đường bay, cắt giảm chuyến bay rồi này kia, nhưng mà nếu như mà nó giảm giá thì nó còn lỗ hơn là nó không giảm giá nữa. Thành ra đó là nguyên nhân vì sao mà hãng máy bay nó lại không có giảm giá gì hết. Ngược lại
Cái đó thì không phải chỉ có hẳn và nhưng mà ngược lại nếu mà mọi người đi du du thiền vào thời buổi này á thì du thiền nó lại giảm giá. À, không phải giảm giá nhiều nhưng mà nó giảm giá một chút xíu thôi. Kể như là lần rồi mình coi vé du thiền thì nó đại khái nó cho cỡ 200 đô tiền credit một khi mà khách đi du thiền. Tức là ví dụ mà cô chú anh chị nào đã mua một cái vé du thuyền bao gồm bao trọn gói đi, vé bao du thuyền bao trọn gói đi 5 ngày, coi như là 100 500 đô một người cho 5 ngày đi, xuất phát từ bang Florida của Mỹ. Cái đó thì lên trên một khi mà lên trên tàu bắt đầu hành trình đó, thì nó sẽ cho mọi người có 200 đô tiền credit để mọi người có thể sử dụng các dịch vụ ăn uống thì bao hết này, sử dụng các dịch vụ mà ngoài trong đó như là mua rượu, thưa massage hay là sử dụng các gì, đi quán bar trên chiếc thuyền. Tại vì mấy dịch vụ nó không có nằm trong cái gói trọn gói. Hoặc là nó sẽ khuyến mãi thêm là giảm giá thêm nữa, thay vì cái giá bình thường đi 5 ngày nó 500 giảm xuống còn 250 chẳng hạn. Tại du thuyền thì nó dễ, tại du thuyền chứ thuyền là mấy hãng du thuyền nó là hãng nước ngoài không. Cái thứ hai nữa là du thuyền thì chắc nó không cần giữ chỗ gì, tại vì du thuyền thì nó không có đông và nó không có chật chội như là máy bay không, thành ra đó mấy và bến tàu nó cũng có rất nhiều chỗ cho mấy chiếc thuyền đậu, thành ra là nó không có cần giữ chỗ như máy bay nữa. Với thứ hai nữa bản thân chiếc du thuyền nó quá chạy lớn rồi, bình thường chắc nó cũng không có đầy ắp 100% công sức đâu, thành ra nếu mà chạy chiếc thuyền. Và thứ hai cái quan trọng nữa là chiếc thuyền nó quá trời lớn, nó tốn rất là nhiều chi phí, nó không phải như chiếc ngoài vậy nhưng có nhiều chi phí, nhưng mà chiếc du thuyền nó còn nhiều chi phí nữa, thành ra đối với mấy hãng máy bay nếu mà nó không có gì giảm vé du thuyền để giữa cái mùa dịch bệnh này đó, để cho thu hút người ta đi, dĩ nhiên là người ta sẽ đi ít lại một chút, nhưng mà nếu mà nó không giảm giá để cho người ta đi luôn thì khi đó phải có rất nhiều chiếc du thuyền nó bị nằm bờ nằm cảng, hoặc là nó phải chạy nó không có bao nhiêu khách, tại vì du thuyền có chỗ chứa 3.000 khách đi thì cao lắm nó chứa được 1.000 khách là coi như nó bị lỗ nặng nữa rồi, mà nó vẫn phải chạy chiếc thuyền, nó vẫn phải tích trữ bao nhiêu đồ ăn và trả lương cho bao nhiêu nhân viên trên thuyền nó, vậy thì nó quá tốn kém đi. Chưa kể nó là cái gì, chiếc du thuyền nếu mà nó đậu nằm bờ không á thì nó cũng phải tốn rất nhiều tiền, tại vì nó bị nước biển nó bị rỉ sét rồi nó bị yếu tố môi trường rồi nó bị thế bị phí cản tiền dịch vụ đồ này kia đó. Thành ra đối với chiếc du thuyền nó phải làm mọi cách để mà nó thu hút khách lên trên thuyền. Mà dĩ nhiên cái thời buổi này á như mọi người đã thấy là có rất nhiều chiếc du thuyền như hồi tháng rồi thì có chiếc du thuyền bên bị cách ly bên Yokohama, sau đó là làm cho 700-800 người bị lây bệnh ở bên Nhật luôn. Trong đó có bao gồm mấy chục người được di tản về Mỹ, nhưng mà họ cũng sau này họ phát sau đó cũng phát hiện là họ cũng bị nhiễm bệnh luôn, cũng như là một chiếc du thuyền bị cách ly bên Hồng Kông. Bên cạnh đó thì cũng có một chiếc du thuyền mà nó chạy vòng vòng Đông Nam Nam Á và bị các nước Đông Nam Á từ chối cho cập bến, và cuối cùng chiếc Westerdam đó, đó nó được Campuchia được bên Miên cho cập cảng để khách lên bờ. Đó, thành ra đi du thuyền đó. Và bao nhiêu cái tin và gần đây nữa đó, là bên Mỹ cũng có một chiếc du thuyền đang bị cách ly ngoài khơi bờ biển California với 3.300 khách, tại vì người ta đã phát hiện ra trên du thuyền nó có mấy chục người bị nhiễm bệnh, thành ra chắc chắn là virus nó đã bị phơi nhiễm trên toàn chiếc du thuyền đó rồi. Bởi vậy á chính phủ Mỹ người ta mới không muốn cho chiếc du thuyền nó cập cảng Mỹ, tại vì trước tiên là để cho mấy du thuyền nó bao nhiêu người đó họ cũng cho nhiễm bệnh đó, thì cần phải có cái chỗ cách ly chuẩn bị sẵn, thành ra chừng mà chuẩn bị thì cần phải tốn thời gian, thành ra bây giờ là cho họ ở ngoài đó để họ đại khái là cách ly giống như kiểu bên Nhật vậy, nhưng mà bên Nhật thì cập cảng, còn này thì cách ly ngoài khơi luôn đó. Giữa bao nhiêu cái thông tin đó đó thì làm cho người ta, dĩ nhiên là người ta nghe tới du thuyền vào thời buổi này ta sợ rồi, sao phải sợ gì, tại vì chỉ cần một người trên chiếc thuyền mà bị ho bị sốt bị cảm bị bất cứ vấn đề gì thôi là lập tức chiếc du thuyền nó sẽ bị gọi là bị từ chối, mấy nước nó từ chối cho nhập cảng này, còn vô quay ngược về Mỹ này á thì nó có nguy cơ là nó bị cách ly thêm mớ nữa.
thành ra đi du thuyền bây giờ thời buổi giờ nó vô cùng nguy hiểm. Thì đó là cái nguyên nhân vì sao mà chiếc máy bay mặc dù nó cũng ế nè nhưng mà nó không chịu giảm giá, còn du thuyền á mặc dù nó cũng rất ế, mặc dù nó cũng rất giảm giá nhưng mà nó vẫn bị ế. Thôi video đã dài, hy vọng mọi người thích những thông tin mình chia sẻ cho mọi người. Nếu mà các cô chú anh chị nào có kế hoạch đi du lịch trong tương lai thì mọi người nhớ để ý giá để mà giúp mọi người có thể tiết kiệm cũng như là đi chuyến đi nó được thuận lợi và an toàn hơn nha. Thank you, bye bye nào.